Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin chuyển động Tây Bắc của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phòng chống dịch, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vẫn thu hút trên 31.000 lượt khách du lịch. Huyện Trạm Tấu đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế như leo núi đỉnh Tà Sùa, tỉnh Tà Chi Nhù, khác háng để chơ, khu du lịch khoáng nóng chạm tấu, đồi thông eo gió. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, đến hết năm 2021, huyện Trạm Tấu đón trên 60.000 lượt khách du lịch. Các hoạt động du lịch chủ yếu là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, leo núi. Doanh thu đạt trên 36 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách, tạo công an việc làm cho người dân địa phương trong thời gian tới huyện trạm tấu sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của huyện về những sản phẩm du lịch như sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng khám phá và trải nghiệm văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn Thời điểm này còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất thịt sấy khô trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tất bật sản xuất để kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Thịt sấy là món ăn truyền thống có từ lâu của đồng bào Thái, giờ đây món ăn này đã trở thành món đặc sản thơm ngon nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Từ đó, nghề làm thịt sấy khô đã trở thành nghề mang lại thu nhập cho nhiều hộ gia đình ở Lai Châu. Có cơ sở, mỗi ngày cho ra lò 200kg thịt giấy các loại. Mấy năm về gần đây, 4-5 năm nay rồi thì à, thị trường các nơi biết đến, cả nước trong và nước ngoài, cả Thái Lan, rồi là Nhật Bản, rồi là Singapore, các các nơi là đến rồi. thịt xế khô là món ăn truyền thống có từ lâu đời của người Thái và thường không thể thiếu trong những ngày Tết đến xuân về. Trong thời tiết mùa đông, các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi vẫn được các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Ghi nhận tại thị xã Sapa, một nơi nhiệt độ thường xuyên xuống rất thấp trong mùa đông tại địa phương này. Hộ ông Hùng A Chiếu, mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng cũng như nhiều hộ dân khác trên địa bàn, gia đình đặc biệt quan tâm chăm sóc bảo vệ cho trâu trong ngày đông, tháng rét, bởi đây là khối tài sản lớn của gia đình. Trước là không biết dùng cổ vay là con trâu nó chết hết rồi, nhưng mà bây giờ là nhà nước đầu tư vào cái, cái cổ vay nó nó chuyển vào cho dân nó dùng. Mùa giết quá lệnh mà phải đu nước, đun nước và để nó nước sôi và nước sôi và cho cho nó ngọ đi với cho con trâu ăn với cho muối cho muối và cho cho cỏ vay ăn con trâu với với ấn thì con trâu mới được sống Mùa đông năm nay, thị xã Sapa đã có thêm 500 hộ xây dựng mới, sửa chữa, gia cố chuồng trại chăn nuôi. Toàn thị xã hiện có trên 4.500 hộ chăn nuôi gia súc, có chuồng kiên cố, chiếm 96% tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn. Bà con đã trồng được trên 200 ha cỏ voi, ngô dày, Hầu hết các thôn bản đều tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết không thả rông gia súc. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Sơn La thiếu gần 3.000 giáo viên các bậc học. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học và gây ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Toàn ngành giáo dục Sơn La hiện có hơn 22.000 người trong năm học 2021-2022, để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, tỉnh Sơn La thiếu hơn 2.940 giáo viên. Để khắc phục tạm thời, mỗi giáo viên phải tăng cường giờ dạy gấp nhiều lần định mức, khiến các thầy cô khó sắp xếp thời gian cho việc nghiên cứu, nâng cao trình độ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành giáo dục Sơn La đã đề xuất không đưa lĩnh vực giáo dục vào chỉ tiêu tỷ lệ tinh giản biên chế do tính chất đặc thù vừa đang thiếu quá nhiều giáo viên nhiều điểm trường lẻ, phạm vi rộng, phân tán. Trong khi đó, các trường học phải thực hiện phương châm, có học sinh thì phải có giáo viên để phòng tránh tình trạng học sinh bỏ học. Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chuyển động Tây Bắc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.